Quần thể khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám trên địa bàn huyện Yên Thế gồm 9 điểm di tích quốc gia đặc biệt. Đó là đồn Phồn Xương, đền Thề, đồn Hố Chuối, chùa Lèo, đồn Hom, đình Dĩnh Thép, đền Cầu Khoai, chùa Thông và động Thiên Thai. Đây là các di tích trực tiếp phản ánh sinh động quá trình xây dựng lực lượng, tổ chức chiến đấu anh dũng của nghĩa quân Yên Thế trong suốt 30 năm kiên cường chống lại thực dân Pháp từ năm 1884 đến năm 1913. Đến thăm khu di tích, quý khách sẽ được dâng hương tại đền Thề, nơi thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cùng các nghĩa quân Yên Thế cắt máu ăn thề trước mỗi lần xuất trận, chiêm ngưỡng tượng đài uy nghi của vị anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, tham quan nhà trưng bày khởi nghĩa với những hình ảnh hiện vật của cuộc chiến đấu, thăm các dấu tích thành lũy còn tồn tại đến ngày nay để cảm nhận được âm vang và hào khí đấu tranh bất diệt của cuộc khởi nghĩa Yên Thế ngày nào. Với những giá trị lịch sử văn hóa đó, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định công nhận những địa điểm khởi nghĩa Yên Thế là di tích quốc gia đặc biệt. Đồng thời, lễ hội Yên Thế, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được tổ chức hàng năm vào ngày 16 tháng 3 dương lịch, thu hút đông đảo du khách thập phương về tham dự. Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám được công nhận là điểm du lịch theo quyết định 775 năm 2019.